Chào mọi người đã đến với kênh ẩm thực Việt của Ngọc. Hôm nay Ngọc sẽ làm món bún nước tương ăn với đậu hũ thìa nước dừa nha mọi người. Cái này chay mặn đều ăn được ha. Đặc biệt là bún nước tương thì ăn với cái phần đậu hũ này nó lại càng ngon hơn đó mọi người. Nước tương thì chua chua ngọt ngọt, đậu hũ thì thấm gia vị, ăn rất là ngon. Chúng ta chấm qua một ít miếng nước tương thỏi ớt nữa nè các bạn. Mời các bạn cùng vào bếp và để làm món này nha. Để chúng ta hôm nay là ngày lễ Vu Lan, ngày rằm á, thì Ngọc sẽ làm món này. Và đầu tiên thì Ngọc sẽ cho vào đây 2 muỗng canh đường, 4 nửa chén nước tương nha mọi người. Các bạn khuấy đều lên, các bạn cho vào đây khoảng 1 muỗng canh nước tắc. Sau đó thì các bạn sẽ cho tỏi ớt băm vào ha. Các bạn ta đánh đều lên và chúng ta nêm lại cho nó chua chua ngọt ngọt để nước tương của chúng ta ngon. Còn phần đậu hũ thì các bạn mua về các bạn chiên cho nó vàng giòn thì chúng ta sẽ sắc muối cao nha các bạn. Đậu hũ này thì các bạn chiên xong á nó sẽ giòn bên ngoài và nó mềm ở bên trong á, nó sắc cũng hơi khó nên các bạn phải sắc khéo một chút ha. Sau đó chúng ta nêm gia vị như là bột ngọt nè, bột nêm nè, đường nè, một nửa muỗng ngũ vị hương, một muỗng canh dầu màu điều, một muỗng dầu màu dầu hào nè, 3 muỗng canh nước tương và một xíu muối. Chúng ta sẽ đánh tan lên vào 4 muỗng canh nước. Các bạn sẽ khuấy cho nó đều hết cái phần gia vị rim đậu hũ này các bạn. Các bạn sau khi tỏi vào vàng thì các bạn sẽ cho cái phần nước sốt vào, các bạn đảo đều trên bếp cho nó keo sánh lại thì các bạn sẽ cho phần đậu hũ vào, các bạn rim cho nó thấm cái phần nước sốt này. Cái phần nước đó là Ngọc dùng nước dừa các bạn, để chúng ta rim phần đậu hũ nó sẽ ngon. Sau nó chín thì chúng ta sẽ cho gia vị như tiêu nè, hành nè. Vậy là chúng ta có được phần đậu hũ rim nước dừa rồi, thì chúng ta sẽ bày ra dĩa, sau đó thì chúng ta sẽ thưởng thức cùng với bún đó các bạn. Bún thì các bạn mua sợi nhỏ nó sẽ ngon ha. Từng miếng đậu hũ này nó thấm đẫm cái hương gia vị rất là ngon. Và đây là cái phần bún nước tương này các bạn. Chúng ta sẽ chen cái phần nước tương tỏi ớt này vào và cái phần bún này cùng ăn kèm với nó là phần đậu hũ rất là ngon. Các bạn hãy vào bếp và thực hiện món này nha. Nó đơn giản, nhanh, gọn lẹ nhưng lại ăn rất là ngon luôn các bạn. Cuối tuần các bạn có thể làm cho gia đình mình cùng thưởng thức cái bún nước tương này, hoặc là các bạn làm cho ăn sáng đều ngon nha các bạn. Chúc các bạn thành công và hẹn gặp lại các bạn vào video lần sau. Chào tạm biệt và đừng quên bấm like, chia sẻ, đăng ký kênh của Ngọc nha, để cùng nhau chia sẻ những món ăn đơn giản cũng như giúp nhau phát triển hơn đó các bạn. Chúc các bạn thành công và hẹn gặp lại vào video lần sau. Chào tạm biệt.